Đây, hôm nay mình làm cái phục sâu cho R1. Đây. Bên mình có nhận phục hồi phục sâu. Đó, làm phục hồi phốt. Đó, giá chỉ tầm 1 triệu mấy một cây. Tùy theo cây, nó là cây thường hay là ô lìn hay là gì đó. Đó, và nó bị hư cái gì đều làm lại được hết. Còn này là phục hồi lại thay phốt, lại thay dầu. Đó, thì tầm khoảng 1 triệu mấy. Nó đừng có nói mắc rẻ với mình. Bên mình làm như vậy, mình công khai giá như vậy, anh em cảm thấy làm được thì làm. Còn mình làm là mình thay đồ xịn, đồ tốt. Từ cái dầu, ở đây dầu là xài Liqui Moly. Anh em nhìn nè. Đó, Liqui Moly không, anh em thấy không? Đó, rồi mình chỉ xài vậy thôi. Cái xịt sơn cho anh em á, xịt sơn cho anh em không lấy tiền cũng vẫn là Liqui Moly. Mình xịt sơn, mình xịt cho anh em sau khi mà làm cái chăm sóc hay bất kỳ đó bên mình, mình rửa, ví dụ như sửa xe hay gì đó, mình sẽ rửa xe, mình không lấy tiền. Rồi canh sơn, lại cân bánh, xịt sơn, rửa sơn không lấy tiền. Nếu là dịch vụ đó làm phụ bảo trì bên mình. Đó, cái mà mình không lấy tiền mình vẫn là phải xài đồ tốt rồi. Đó, từ cái dầu tốt, phốt xịn và cái cách, cái kỹ thuật làm á. Đó, để mà mình bảo hành nữa, cái độ bảo hành nữa. Thì anh em thử hỏi làm sao mà có chuyện mà rẻ hơn một cái chỗ làm không bảo hành được. Đó, và cái chất lượng nó ra nó sẽ khác nhau thế nào đó, và thời gian sử dụng nó như thế nào thì chỉ có mình biết. Khách xài rồi cũng sẽ biết. Cho nên mình làm không phải mỗi lần mình tháo ra mình rất là cực. Cho nên mình làm mình phải làm kỹ và bán chuẩn. Cho nên là cứ nói chuyện rẻ, mình tưởng rẻ rẻ thì mua, thì mình không thích cái câu đó. Cái đồ rẻ không bao giờ mà người ta bán rẻ hết, đúng giá. Bản chất ở đây mình đã có nhiều thì mình bán đã nhỉnh, rẻ nhỉnh hơn người ta rồi. Cho nên đừng có nói tưởng rẻ rẻ rồi mua. Mình không thích cái câu đó bao giờ. Như thế nào là rẻ? À, rẻ như thế nào là rẻ? Đó là sự hài lòng. Anh em cảm thấy hài lòng thì nó là rẻ, còn không hài lòng nó là mắc. Vậy thôi. Một món đồ ra ngoài hãng nó có giá từng con ốc, từng cái món đồ. Sao không kêu ra ngoài mua kêu mắc rẻ đi? Đây kêu mắc rẻ. Bán là bán đồ còn tốt, còn xài được, chứ ai mà bán đồ hư, đúng không? Mà đồ còn xài được thì cứ tưởng rẻ rẻ thì mua. Ôi giời ơi, nghe mấy anh đó mình phát mệt. Nghe mấy câu đó mình rất là buồn. Những người đó chỉ có từ bị thuốc đến bị thuốc thôi. Thuốc riết đi rồi quen ha. Nói ai buồn chịu. Bị thuốc riết rồi quen đó, rồi mới thấy được đâu mới là cái điều đúng. Mình ngon ngọt nó không được đó. Mình nói thẳng thắn nè. Ai hiểu được hiểu. Còn bản chất để khi mà một cái lời nói nó lên một cộng đồng thì sẽ có người thấy đúng, có người thấy sai thôi, đơn giản vậy thôi. Không ai mà đúng 100% được. Đó, tư duy nó khác nhau. Cảm thấy ok, người đó hợp lý thì mình làm bạn, không hợp lý thì thôi. Vậy thôi, đối với mình chả quan trọng, tại vì bất kỳ ai cũng vậy. Nó bên nước ngoài, phe đối lập, phe đồng minh. Nghĩa là ai cảm thấy hợp lý là đồng minh, ai không hợp lý là đối lập. Vậy thôi, một lời nói ra chắc gì đó là đúng so với tất cả mọi người đó. Một số người là được. Có nhiều người làm không bao giờ hài lòng với họ. Không bao giờ bạn làm hài lòng họ được. Không phải bạn làm không tốt, mà là họ chả bao giờ cảm thấy hài lòng. Hài lòng họ phải cực kỳ, họ phải khôn hơn người khác. Đấy, họ cảm thấy phải rẻ ôi thiêu với họ, người khác phải đáp ứng được cho họ những cái điều đấy. Đối với mình không có. Mình nói thẳng, cuộc đời này chả ai ngu cả, cho nên chả ai phải làm cái điều đó với mình. Đối với mình là như vậy.
Cái này chắc chưa nè. Chực chực qua vịn cho tí gắn cái phuộc cái chực nè, chuẩn bị ngã xe nè, vịn bên đây nè, hoặc đứng bên kia vịn cũng được, đúng rồi, giữ cho nó gắn đi. Gắn gần đầu bên kia qua hả em? Đúng rồi, ghê không, tranh thủ ghê không? Tranh thủ ngày nghỉ. Tranh thủ lột qua liền, ghê thiệt. Lột qua nó dướng cái kiến á. Tưởng đông mà. Tưởng đông còn đồ, nó chịu chơi vãi. Ủa mà đi. Cái nắp chụp ở trên bàn thờ nó bị gãy cái bát rồi, nó phải đi mang cái hàng lại. Bữa nay chủ nhật mới nó có làm không chụp chỗ hàng nhôm á. Hàng nó có không chắc đâu. Cái đó chỉ đi CNC lại thôi. CNC làm kiểu lại. Cái đó là chỗ siết chịu lực mà. Cái đội chắc chắn là cái chụp không biết cái đội cá sấu là đội gì luôn. Cái này này anh hai. Cá sấu mà bự hơn cá mập nữa. Đâu mới phân tích thay thiệt. Đây nè. Cái đó đó. Cá sấu cái cá sấu nó bự hơn hả? À? Cá sấu nào bự hơn cá mập không nội? Giữ xe, giữ xe nè. Cả nè. Phân tích hơi bị logic luôn á. Không đơn giản nghe không? Chút. Bữa quá đẹp luôn vậy. Rồi, làm bô lại cho nó khỏi cài vô gấp luôn rồi nè. Đó. Không phải chiếc này là một chiếc đâu, không biết chỗ nào làm bô, biết chỉ gắn vô thôi chứ không biết. Nó gắn mà nó cài cái bô vô gấp chày cỡ này nè. Trong khi bẻ cái bát cong ra vậy thôi là nó không có phải cài vô gấp rồi, mà không chịu làm. Rồi, thích để cài chơi vậy đó. Còn cái xe CBR này, cái ông nội nó hàng cây bô mà hàng cho dính cái gấp rồi ông dính không chịu đó, cái vết hàng xong cô không lấy cái mài đi nữa cho đẹp nữa, chỉ ra cái dấu sắc rồi. Nhiều người làm chỉ biết làm vậy thôi chứ không biết cái hiệu quả hay không, cũng không biết luôn. Cái này cũng chạy gấp luôn. Ô, thiệt tình. Tí xíu đưa cái bô cho anh Mark anh làm lại. Bô hàng vô như cái bô của không có không mãi thì cho nó đàng hoàng đấy, hàng dày thì dính vô trong cái gấp. Không hiểu sao mấy anh em làm phân khối lớn mà làm kiểu vậy. Ở đây mình không có chuyên hàng nha, nên có thể là mình hàng xấu nhưng mà chắc chắn nó không có chạy đó mà nó sẽ đi đường bô của nó đúng thôi. Làm lại cái bô luôn, có cái tắt bát vô đàng hoàng, không có phải để như vậy kỳ cục quá. Ừ.